đây thuyền em. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho anh em một bộ loa vi tính cực kỳ chất của Fender. Con này là loa đàn em của A521 anh em nhé. Con A521 thì bass nó lớn hơn và giá tiền của nó cũng cao hơn khá là nhiều. Nhưng mà công suất thì chỉ hơn có 5W thôi. Con A521 thì giá nó vào khoảng hơn 800.000 đến 1 triệu, tùy anh em bán nhé, nếu mà độ đẹp của nó. Còn con này thì em để cho anh em với cái giá rất là yêu thương, 599.000 thôi, và nó còn đầy đủ phụ kiện luôn, mới đến khoảng 98% anh em nhé. Nó trang bị hai cái loa tay bên hai bên là bát 10 cm anh em nhé. Đấy, hai loa tay hai bên là bát 10 cm. Chỗ này là còn một con súp bát ở đây nữa. Đấy, con này là con trầm anh em nhé, trầm đánh riêng. Đây, nó có chỉnh volume to nhỏ của nhạc này. Nếu ông thanh toán đúng 290. Êm ru nhá, không có lẹt duyệt luôn, êm ru luôn, dùng rất là ngon. Đây là cái volume này chỉnh trầm riêng nhá. Đấy, con volume chỉnh trầm riêng ở đây. Đấy, hai cái đường ở dưới này, hai đường ra loa nhá. Loa còn đầy đủ dây jack zin nguyên bản. Đấy, còn hai đường vào này là hai đường trên audio input, là hai đường tín hiệu vào nhá. Input là tín hiệu vào, đây là công tắc tắt mở nguồn này. Nói chung là hãng sản xuất ra như thế nào, đóng hộp như thế nào thì về bây giờ y như vậy anh em nhé. Không có suy hao cái gì cả. Dùng rất là ngon luôn, không có thiếu cái gì cả. Đấy, bên cạnh lỗ thông hơi, thùng quách rất là vuông vức nhé, đẹp xuất sắc luôn. Con này Fender là thương hiệu của Trung Quốc anh em nhé, phiên thương hiệu loa vi tính của Trung Quốc, khá là nổi tiếng. Đấy, thương hiệu này có từ năm 1993 anh em nhé, Fender. Giá của nó thì xem như Microwrap. Đấy, con này A111 anh em nhé. Đây, công suất của nó là 35W này. Đấy, 35W. Nguyên công suất của hai loa tay hai bên nó là 22W. Công suất của loa trầm là 13W nữa. Đấy, tổng của nó là 35W anh em nhé. Điện sẵn 220V anh em về chỉ cần sử dụng thôi. Nó còn nguyên cả thùng hộp luôn nhé. Đấy, nó còn mới, rất là mới luôn, còn nguyên cả thùng luôn anh em nhé. Cái giá để cho anh em rất là yêu thương luôn, chỉ có 599.000 là một bộ vi tính ngon lành cảnh quất như thế này. Anh em mở hết cỡ nó không rè nhá, riêng cái dòng vi tính này 35W đánh khá là khỏe, mở hết cỡ không rè luôn. Anh em chốt bộ vi tính này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo số cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.